trọng kính đức cha du xe giám mục giáo phận kính thưa cha tổng đại diện cha đặc trách ơn gọi quý cha đồng tế quý gì quý anh em chủng sinh và dự bị chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn tham dự phụng vụ nơi đây cũng như qua các phương tiện truyền thông trong những giây phút thánh thiên này Xin cho chúng con được bày tỏ tâm tình của chúng con. Hôm nay quả là một ngày đáng ghi nhớ trên hành trình bước theo Chúa của anh em chúng con. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Đó cũng chính là tâm tình mà giây phút này chúng con muốn cất lên từ trái tim của chúng con chính tình thương vô biên của chúa mà hôm nay ngài chọn gọi chúng con trong thánh chức phó tế trong một bối cảnh đặc biệt này thế nên xin cho cuộc đời của mọi anh em chúng con xứng đáng trở nên hy tế tạ ơn không ngừng để dâng lên thiên chúa tình yêu lời tri ân rất chân thành chúng con xin kính gửi đến đức cha du xe trọng kính đức cha từ những bước đi chập chững đầu tiên của hành trình ơn gọi cho đến hôm nay đức cha đã yêu thương chăm sóc chúng con với tình yêu của người cha đầy tận tụy yêu thương đặc biệt trong thánh lễ hôm nay với tấm lòng hiền phụ Đức Cha đã tin tưởng và yêu thương, trao ban thánh chức phó tế cho chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha và nguyện xin đáp trả lại tình thương và sự quan tâm ấy của Đức Cha bằng những cố gắng không ngừng trong việc thánh hóa bản thân để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn. Xin Đức Cha tiếp tục yêu thương và dìu dắt anh em chúng con. Tiến bước trên con đường trở nên những mục tự thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng con đến Đức Cha phê -rô. Đức Cha đã cầu nguyện, dõi theo và nâng đỡ chúng con. Trong suốt những tháng ngày tu học vừa qua, nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ban trào tràn ơn thánh của Ngài xuống trên Đức Cha. Xin Đức Cha tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con trên hành trình sứ vụ phía trước. Kính thưa Cha Simon, Tổng Đại diện Giáo Phận. Kính thưa Cha Doan Bautista, đặc trách ơn gọi Giáo Phận và quý cha trong ban ơn gọi chúng con xin hết lòng tri ân quý cha vì tình yêu và công khó mà quý cha dành cho chúng con chúng con cũng xin được gửi lời tri ân đến cha du xe giám đốc đại chủng viện thánh du xe sài gòn và quý cha trong ban đào tạo qua những tháng ngày tu học dưới mái trường chủng viện cũng như nơi ngôi nhà chung thân thương này chúng con không chỉ đón nhận nơi quý cha những bài học cần thiết của tri thức nhưng còn là những bài học của đời sống thiêng liêng mà quý cha đã và đang yêu thương gửi trao đến chúng con nguyện xin thiên chúa ban xuống trên quý cha tràn đầy ơn thánh để quý cha thêm nhiệt thành và hăng say trên con đường sứ vụ đào tạo những linh mục thánh thiện cho giáo hội. Xin quý cha tiếp tục thêm lời cầu nguyện và nâng đỡ anh em chúng con. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng con đến quý cha đồng tế, cha quản lý du xe, cha đặc trách phụng vụ Vinh Sơn, quý cha nghĩa phụ quý cha xứ nơi chúng con đang được nâng đỡ và phục vụ quý cha vì lòng thương mến và quảng đại đã đón nhận cầu nguyện hướng dẫn và nâng đỡ chúng con rất nhiều để từng ngày chúng con dần được vững vàng hơn trong đời sống sứ vụ và trong cách sống xứng hợp như là một linh mục của chúa và giáo hội xin quý cha cũng tiếp tục yêu thương hướng dẫn chỉ dạy và cầu nguyện cho anh em chúng con trong sứ vụ mới chúng con xin tri ân quý cha quý anh em ban truyền thông giáo phận quý tu sĩ anh em chủng sinh anh em dự bị chủng sinh đã hiệp lời cầu nguyện cho anh em chúng con và âm thầm hy sinh để phục vụ cho thánh lễ hôm nay được diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng trong giây phút ấm cúng và thánh thiên này xin cho chúng con được gợi đến ba mẹ và anh chị em trong gia đình những tâm tình hiếu kính và biết ơn sâu thẳm của chúng con kính thưa ba mẹ thiếu vắng sự hiện diện của ba mẹ trong thánh lễ này có thể mang đến cho chúng con một chút của nỗi buồn trong ngày đáng ghi nhớ của chúng con. Thế nhưng, chúng con tin chắc rằng trong giây phút này, ba mẹ cũng đang dõi mắt hướng về chúng con. Chính điều đó giúp chúng con cảm nhận sâu sắc hơn nữa tình thương mà ba mẹ dành cho chúng con chúng con không sao có thể diễn tả hết tâm tình của chúng con dành cho ba mẹ bởi lẽ chính sự hiện diện của chúng con trong cuộc đời này đó là món quà vô cùng quý giá mà ba mẹ đã dành cho chúng con chúng con lại được tình thương của ba mẹ chở che và dìu dắt để chúng con được lớn khôn từng ngày tình thương ấy đã đi theo chúng con trên từng bước đường của hành trình dân hiến chính ba mẹ đã không ngừng nâng đỡ khích lệ động viên và cầu nguyện cho chúng con thật nhiều hơn thế nữa để chúng con có thể vững tâm tu học ba mẹ đã trở thành những tu sĩ giữa đời thường cùng với những hy sinh và vất vả có thể nói bài học đầu tiên mà chúng con học được đó chính là bài học của tình yêu mà ba mẹ đã dành cho chúng con và đó cũng chính là hành trang mà chúng con sẽ mang theo trong suốt cuộc đời này trong tâm tình hiếu kính chúng con cũng xin được nhớ đến linh hồn Phêrô và Agatha là ba mẹ của anh em chúng con đã được an nghỉ trong tình thương của Thiên Chúa. Tuy ba mẹ không còn cùng đồng hành với chúng con trong cuộc sống dương thế này, nhưng chúng con tin chắc rằng ba mẹ vẫn luôn dõi theo từng nhịp bước sứ vụ của chúng con chúng con hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong từng phút giây của hành trình dân hiến và sống trọn với ơn thánh mà chúng con vừa lãnh nhận như một lời tri ân của chúng con dành cho ba mẹ xin ba mẹ cũng tiếp tục yêu thương nâng đỡ cầu nguyện và là điểm tựa cho sứ vụ của chúng con chúng con xin chân thành biết ơn quý thân nhân các anh chị em trong gia đình quý ân nhân đã luôn cầu nguyện và nâng đỡ chúng con dọc dài suốt những ngày tháng qua sự quảng đại đầy tình yêu thương ấy đã góp phần nuôi dưỡng chúng con được lớn lên và trưởng thành hơn trong ơn gọi của mình. Xin tiếp tục đồng hành và nâng đỡ chúng con trong bước đường sứ vụ của chúng con. Trọng kính Đức Cha Du Xe, giờ đây để bày tỏ tấm lòng tri ân hiếu kính, chúng con kính dâng lên Đức Cha những cánh hoa tươi thắm, kính xin Đức Cha thương nhận.